chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai, cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt nhóm đối tượng mua bán ma túy có súng. Thái Bình tiếp tục đình chỉ công tác giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Một ca tử vong do sốt xuất huyết tại Bình Phước. Mở đầu chương nóng hôm nay sẽ là những thông tin pháp luật. Thưa quý vị, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 0,5 kg ma túy, 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Sau quá trình theo dõi, vào trưa ngày 14 tháng 8, Công an huyện Long Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Chiến Thắng, 36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, đang tàn trữ 7 gói ni lông có tổng trọng lượng 0,5 kg ma túy dạng đá. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh với giá 32 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Thắng đang đưa số ma túy đi bán thì bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của đối tượng Thắng, lực lượng công an thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Một lúc sau bên ra thì tôi mới thỏa thuận mua nửa ký ma túy dạng đá để về tiêu thụ. Dạ, với số tiền 32 triệu. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt thêm các đối tượng Đỗ Ngọc Kiệt, 28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, và Nguyễn Kim Ngân, 29 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thu giữ một gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Kiệt khai là ma túy đá mua của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng. Triệt phá chuyên án này, chúng tôi đánh giá là đối tượng trên địa bàn cơ bản chúng tôi khống chế, và đó là cái tiền đề để chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai các cái phương án đến các xã thị trấn trong vấn đề là địa bàn sạch ma túy trong thời gian tới. Và đối với cái vụ việc triệt xóa đối tượng này thì trên địa bàn các xã Phước Thái, Phước Bình và các cái xã lân cận thì đối tượng mua bán sử dụng sẽ giảm hẳn trong thời gian tới. Để công tác đấu tranh tội phạm phòng ngừa tệ nạn ma túy trong thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác phòng ngừa, kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, những tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trá hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Chí Trung, 39 tuổi, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, với số tiền 43,5 triệu đồng về hành vi nhốt động vật rừng và tàn trữ lâm sản trái phép. Trước đó, ngày 12 tháng 8, lực lượng chức năng gồm Hạt Kiểm lâm Biên Hòa, Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai và Công an phường Tân Biên kiểm tra tại địa chỉ số 157/5, khu phố 9, phường Tân Biên, do ông Phạm Chí Trung làm chủ hộ, xác định ông Phạm Chí Trung đã nhốt động vật rừng trái phép một cá thể cầy vòi hương. Bên cạnh đó, ông Trung còn tàn trữ lâm sản trái pháp luật động vật rừng, gồm 18 cá thể dúi, 18 cá thể cầy vòi hương, 11 cá thể cầy dông, 7 cá thể treo và 8 cá thể mèo rừng. Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Chí Trung là 43,5 triệu đồng, đồng thời xử phạt bổ sung bằng hình thức tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên theo quy định. Thông tin nóng trên lĩnh vực giáo dục y tế liên quan đến vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa có quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ công tác thanh tra. Thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày làm việc. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả thanh tra và nghiêm túc nhận trách nhiệm, đồng thời công khai xin lỗi nhân dân. Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, trong đợt thi lớp 10 vừa qua, toàn tỉnh Thái Bình có gần 3.000 bài thi bị lệch phách, làm sai điểm của 2.750 thí sinh. Hậu quả khiến 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố, 1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố, có 237 thí sinh,
từ không trúng tuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Đoàn thanh tra tỉnh Thái Bình xác định trưởng ban chỉ đạo kỳ thi là ông Nguyễn Viết Hiển và ban thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận. Đoàn thanh tra cũng xác định trách nhiệm để xảy ra vụ việc đáng tiếc này thuộc về công chức viên chức của ban thư ký trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC Bình Phước hôm qua vừa cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Bình Phước đã ghi nhận gần 1.150 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong. Theo thống kê từ CDC Bình Phước, so với số liệu cùng kỳ năm 2023, số ca mắc đã giảm hơn 1.100 ca và giảm 1 ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc nhiều như thị xã Phước Long 248 ca, thành phố Đồng Xoài 130 ca, huyện Bù Đăng 116 ca, huyện Lộc Ninh 90 ca. Trường hợp ca tử vong là bệnh nhân Phan Thị NK, 37 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Theo lịch sử khám điều trị, từ ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, nhức cơ nhưng không nhập viện điều trị mà ở nhà. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết dengue và được kê toa thuốc về nhà tự điều trị. Chiều ngày 29 tháng 7, bệnh nhân mệt nhiều, được người nhà đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Đến khuya ngày 30 tháng 7, bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, việc tăng cường truyền thông về kiến thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân về các biện pháp phòng ngừa và chung tay xử lý, kiểm soát dịch bệnh được coi là một trong những nguyên nhân giúp tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Bình Phước giảm so với cùng kỳ. Về đảm bảo an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải trong tình hình mới. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên toàn tỉnh. Nhất là phối hợp đề nghị với các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền kinh nghiệm tham gia giao thông an toàn trên các tuyến đường mới cho các lái xe mới, nhất là các kiến thức và kỹ năng điều khiển xe máy trong điều kiện giao thông hỗn hợp. Sở Giao thông Vận tải được giao thực hiện đầy đủ trách nhiệm, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Điển hình như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chở hàng quá khổ, quá tải trọng, cơi nới thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phát động phong trào toàn dân lên án, phát hiện và cung cấp tài liệu phản ánh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để lực lượng cảnh sát giao thông xử lý theo quy định. Từ ngày 15 tháng 8, tai nạn giao thông được phân thành các loại, đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Theo đó, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là khi làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng là khi làm chết 2 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122 đến 200% hoặc gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng là khi làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61 đến 121% hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả ít nghiêm trọng là khi gây thương tích tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ thương tật từ 11% đến dưới 61% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ thương tật của những người này từ 11% đến dưới 61% hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. Chương trình tiếp tục với các thông tin văn hóa đáng chú ý khác.
Tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hoan múa quốc tế 2024 đã chính thức khép lại sau 5 ngày diễn ra. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 5 huy chương vàng và 10 huy chương bạc cho các tiết mục có chất lượng nghệ thuật cao. Tại liên hoan lần này, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam cũng trao giải thưởng cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ múa xuất sắc, biên đạo múa xuất sắc. Liên hoan múa quốc tế hội tụ gần 500 nghệ sĩ, diễn viên của 17 đơn vị nghệ thuật đại diện cho 9 quốc gia, gồm Lào, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia và nước chủ nhà Việt Nam. Các biên đạo nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã nỗ lực truyền tải những câu chuyện, thông điệp, bản sắc văn hóa của nước mình thông qua sự sáng tạo, kết hợp các thể loại múa trong tác phẩm và ngôn ngữ hình thể của múa. Với thông điệp hội tụ sáng tạo, cùng nhau tỏa sáng, Liên hoan múa quốc tế 2024 đã hoàn thành sứ mệnh thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết và sự hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới, khẳng định văn hóa nghệ thuật có vai trò quan trọng cho sự phát triển chung của các quốc gia. Xác định công tác tập hợp thu hút hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Câu lạc bộ thể dục nhịp điệu chi hội ấp 1 được Hội Phụ nữ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán thành lập từ tháng 7 năm 2019. Câu lạc bộ đã duy trì hoạt động thường xuyên hơn 5 năm nay. Hiện câu lạc bộ có 34 thành viên, trong đó có người đã ở độ tuổi ngoài 80. Đây là sân chơi lành mạnh bổ ích để thu hút chị em ngày càng gắn bó, mặn mà với hoạt động của hội. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, chị em có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, hỗ trợ nhau cùng phát triển kinh tế. Từ ngày tôi tham gia câu lạc bộ đến giờ thì tôi thấy người tôi khỏe, thoải mái. Tôi nhắn nhủ với các chị em, nếu chị em nào chưa tham gia trong cái sinh hoạt thể dục này thì cũng nên sinh hoạt, đừng có ngại gì tuổi tác. Mình sinh hoạt cho nó khỏe thôi, khỏe. Nếu có sức khỏe thì nên tham gia thể dục. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã Thanh Sơn đã duy trì hoạt động câu lạc bộ, tổ thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh, văn nghệ với gần 200 thành viên. Cùng với đó, nhiều mô hình, câu lạc bộ đã được Hội Phụ nữ xã xây dựng gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Qua đó, tạo nên niềm tin, sự hứng khởi để các chị em có động lực tham gia sinh hoạt gắn bó với hội. Tôi sinh hoạt nay là 20 mấy năm rồi. Thì trước kia sinh hoạt thì không có sôi nổi như bây giờ. Vận động được hội viên, chị em tham gia rất là mạnh từ năm rồi triển khai như những con đường sáng xanh sạch đẹp, hàng tuần là các chị em mình vận động chị em mình đi làm cũng như làm cỏ hai bên đường. Rồi vừa qua thì cũng nhận được cái công văn là ấp 1 là một ngôi nhà xanh thì để tuyên truyền cho chị em. Thanh Sơn là xã vùng xa của huyện Định Quán với trên 21.000 dân khẩu, trong đó có hơn 7.800 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Tính đến nay, tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức hội đạt 80,2%, trong đó có 46,3% hội viên nòng cốt. Với phương châm, ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Thanh Sơn tiếp tục đa dạng hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Thông tin trên đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu như có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tindongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.